Rồi bà nói. Nghe kỳ vậy, chứ bà nói nè. Hello. Không cần ha. Không cần ha. Không cần anh hai ha. Không cần anh hai. Cái mặt quần rinh rồi nè. Áo sơ mi rồi nè. Mình đi nhà thờ nè. Mình đi nhà thờ Chúa nè. Mình trẻ ơn Chúa nè. Mình trẻ ơn Chúa. Anh nói tao. Hello. Hello em. Hello em. Hello em. Em. Đó. Nó còn đâu? Nó còn anh hai đâu? Đó, đó anh cái anh ba nè. Cái anh ba nó còn anh hai đâu? Anh còn anh hai đâu? Ai đây ta? Oh, Matthew. Matthew đẹp chưa? Matthew. Matthew. Matthew hello. Anh làm gì đó? Làm gì đó? Làm gì đó? Ờ, nó to dữ chứ. Nó to dữ chứ. Who cut that? Uncle John. Uncle John cut it, right? Oh, you're a little dirty, dirty. Ồ, chứ không phải Matthew cut hả? Matthew cut? No. Okay. Oh. Hả? Huh? Hả? Huh? Huh? Hả? Gì? He watches from the window. He window. Inside, watch the window. Yeah, Uncle John. Uncle John cut. Later, Matthew cut. Later, Matthew can have mommy. Yeah. Huh? You can have mommy. Right here. Yeah. Right here. Are you? Yeah. You can have mommy cut the grass. Yeah. Over here. Huh? Dễ gì dụ dụ được đó. Dễ gì dụ được hả? À, ok đi chung luôn. Để đến đây với nó lấy mami 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 together mami together. Dễ gì mà dụ dễ gì mà dụ được cái thằng đệ tử này, cái thằng đệ tử này dễ gì mà dụ được cái thằng đệ tử này. Nè rồi lấy xe này đi nè, nhà thờ nè, anh ra mở cửa cho nó vui. À mấy mi khăm, mấy mi khăm, ok cho nó vô. Cho nó vô luôn đi. Cho nó vô ngồi ăn sau cùng đi. Mở cửa ra kia đằng sau ra. Có chưa? À con lấy đi. Chú chờ rồi ba mẹ trở về. À. Ok, no problem. Đi đi. Vô. Mất cái kia xuống, bay sát cái kia xuống đi. Mất cái ghế bà với thằng Matthew ngồi sau. Thằng Matthew ngồi sau. Ok. Ui tui à. Nó siêu khỏi ghế. Ghê. Đó bị anh cho nó coi chai ghế chung à. Bị chai ghế. Nó vô được mà. Cái nhỏ mà. Cái này cái design cho ổng sâu. Trời ơi. Ghê. Nó siêu ngồi vô ngồi vô nội sướng chưa. Ngồi vô nội phát. Em với mẹ với em ngồi đây. Mẹ với em ngồi đây. Không, mẹ ngồi bên kia. Mẹ bên kia. Cười quá vui quá. Đi xe này thì đi hết cả gia đình luôn. Đi hết cả gia đình luôn. Hello cái thằng nào ngồi sau với ông nội. Ngồi sau với ông nội á. Sướng rồi sướng. Sướng nha sướng nha. Ồ cái thằng này rộng ghê em. À sướng nha. Ghế sau rộng đó Bi ơi. Đúng rồi. Em nằm đây với bà nội nè. Em ngồi đây với bà nội nè. Em ngồi đây với bà nội nè. Đó đã chưa. Bi lái nè, hai người ngồi trước nè. Rồi bà nội. Rồi. Em ngồi đây với bà nội nè. Em ngồi đây với bà nội nè. Matthew nè, ngồi sau nè. Đó. Mênh mông bát ngát. Muốn sao đi, đi mà anh. Ok, để em coi. Bên kia kéo qua, giúp như là giúp bằng này nè, kéo qua nè. Ồ, bà hiểu rồi, bà hiểu rồi. Ừ, kéo giúp đi qua đây, gần cài vô thôi. Không phải, tại vì cái này nó kẹt cái này nè. Nó kể đó, đi okay, ngồi vậy đi. Không sao. Mệt quá. Hai người ngồi ở ông sau. Ông chủ lái xe hôm nay, ông chủ ngồi xong cùng. Okay, like it. Em like it. Em dead dead. Hả? Ok. Matthew.
xui cho ngồi sung sướng dữ dông. Xe rộng rãi mênh mông ngồi đã quá mà. Ngồi ba tầng luôn, ba ngăn luôn. Ngăn ở sau là lần đầu tiên lần đầu tiên ngồi ân sau nè à. Tòa chuyên môn lần trước không mà đang ngồi ân sau đâu. Em này thì bú nè, thì bú nè. Xe rộng rãi ngon, mua đáng đồng tiền. Bây giờ thơ nắng quá nắng. Bây giờ thơ chú chào giỏi dữ trời. Xong rồi giờ nè đá mày là chú trai khó gì mà khó. Nhà thờ xong rồi, nhà thờ Mỹ hả? I can see. No, I can see. No, see over there. See? I can see that. À, làm gì đó? Mày đó làm gì đó? Hả? I can see. Chú kẹt. You can see. Ngồi ôm sau oh, để yeah. Sorry. Làm bộ đó, chúng ta thả xếp beo ra si á, xin si vậy si. Ngồi nghe đó cũng xin xin si được. No, nhưng gì? Làm bộ cháu xếp beo ra, xếp beo ra chứ gì ăn biết hả? Ăn miếng bánh nè, bánh nó ngừ nè. Mấy thằng nhỏ đều nãy bằng tôi mà. À, rồi, đồ bé không cho cái dữ ra lẹ kì trời. À, đồ bé không á. Đồ bé không ê. Nên mình đi Kim Sơn mà đã. Đi nha, đi ăn kim sơn. Đó. Lấy đi xin chi mà mâm đẹp, mâm đẹp. Mâm ở đây. Đi kim sơn ăn nha các bạn. Ăn lên. Kia.